Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cái... Nói chung các bạn thấy tiêu đề là các bạn không biết mình đi đâu rồi đúng không? Đó, thì cái khu này là khu mới nha các bạn. Mình chỉ mới thử nghiệm có 2-3 cái thôi. Mới có 2 cái. Rồi một cái đầu nhẹ te rồi các bạn ơi. Ui con chuột bị chết nha các bạn. Chuột kiến cắn chết bạn ơi. Để anh qua cái bên này thử coi. Cái bên này chuột còn luôn mà ơi. Ở đây chưa có mưa, nắng quá rồi. Chuột còn, lúa còn luôn. Mình cũng có xuống đây thêm mấy cái nữa các bạn. Thì các bạn chờ video sau rồi các bạn theo dõi nha. Với lại cuối clip này mình sẽ làm một clip là mình đi bắt cái con nha. Con chim. Còn chim gì thì các bạn hãy đón xem tới cuối clip nha. Do là mình sẽ tranh thủ là cuối clip mình bắt tổ chim nữa các bạn. Cho nên là mình sẽ quay thăm bẫy rắn ít ít xíu nha. Cái nào gần như có dính hay gì đó thì mình quay cho các bạn xem. Cái này không có gì rồi các bạn ơi. Chuột còn sống nha các bạn. Rồi mình tới chỗ cái bẫy này là cái bẫy bất ngờ nha các bạn. Rồi bữa nay không có bất ngờ các bạn ơi. Chỗ này là chỗ dính 2,9 kg nha các bạn. Sớm giờ thăm nên cả chục cái là không có cái gì luôn nha các bạn. Ok thì cũng như đầu clip mình đã nói các bạn là mình sẽ bắt tổ chim nha. Thì giờ mình tới cái tổ chim rồi nè. Đố các bạn nhìn mà biết được cái tổ chim mới sợ á. Đó, đây là cái tổ chim nha. Chim quý hiếm luôn. Nè bây giờ mình đút cái máy quay vô cho các bạn xem trong ổ nha. Đó. Chim này cỡ này là nuôi được rồi nha các bạn. Mọc lông móng vừa rồi. Bự rồi, cầm tay rồi. Thì chắc cái ổ này chắc hay là mình bắt con chim thôi ta. Nó còn 2 trứng chưa nở nữa các bạn. Hoa, chắc mình bắt con chim thôi nha các bạn. Tại vì mình cũng không bắt trứng làm cái gì. Thì trứng đó là trứng thúi rồi. Ui ơi con chim nè. Khổng lồ luôn. Con non thôi bạn, trời ỉa kìa. Con non thôi mà khổng lồ luôn nữa bạn. Còn 2 cái trứng hư trong đó nữa. Chắc mình cũng lụm trứng luôn bạn ơi, chứ để trứng thúi thì cũng bỏ chứ không làm gì. Mình hốt cái ổ đi, mình bỏ con vô luôn đi. Chứ giờ cái ổ con chim cũng bỏ nha các bạn. Nè đây là cái ổ chim nha. Thì mình cũng có đút cho các bạn xem rồi đó. Thì giờ mình bắt xong mình đem về. Tại đây nắng quá. Chim đen thui. Đây là cái tổ chim mà mình bắt ra rồi nha các bạn. Do là kiến quá nè.
Cái chỗ này kiếm quá trời rồi, mình thôi bỏ bớt cái tổ đi, mình lấy xíu thôi. Nắng quá nha các bạn, thôi mình đem về nhà có gì quay tiếp cho các bạn xem nha. Lần đầu tiên mớm mồi nha các bạn. Thôi nó đang ăn cưng. Để nó ăn gì? Chọc chọc nó mà nó ói vậy. Nó ăn gì? Nó ăn gì vậy lúc này? Ăn nhái. Rồi, nuốt hai con nhé con à, im à, im à. Có cái vô bụng cái im liền nha các bạn. Rồi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Rồi có mấy ngày sau có quay nữa, mình quay nữa cho các bạn xem. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn đang xem video nha. Quay đăng YouTube.